Xin chào cả nhà nhá. Xin chào cả nhà yêu hoa giấy. Hôm nay là mình tiếp tục chỉnh sửa lại cái tác phẩm hoa giấy cổ thụ này của mình nhá. Hôm trước thì mình cắt phá bỏ hoa, cắt thu cành hết rồi, thì hôm nay mình tiến hành là mình nhặt bỏ hết lá. Bấm bỏ hết lá đi để cho nó bật lộc mới nhá. Đấy, các bạn nhìn xem video của mình, các bạn nhìn thấy chưa cái cây của mình ấy. Đấy, các cái tay cành rõ nét rồi nhá. Bây giờ đang nuôi bông lên. Nuôi bông lên để chờ kết quả. Đây, quay sát để cho con mọi người xem nhá. Đấy, nhặt sạch lá các bạn ạ. Nhặt sạch lá còn toàn cẫng mà. Và thu gọn nó thế này thôi. Thu gọn này để nó cho nó ra mầm nhá. Nó tức nó mới bật mầm các bạn ạ. Đấy, nhìn cái giá thế này thì hướng này thì đẹp chưa. Đây là cái tay nuôi bay ngang này các bạn này. Đấy, còn hai tay hai bên là tay đằng sau một cái ngọn. Mình làm theo cái ở ngũ phúc, tức là có 5 bông. 5 bông thế nhưng mà đây là mình chia cái phần đường nét ban đầu cho nó rõ ràng mạch lạc này. Thế còn sau này thì mình sẽ để nó bông tự nhiên, tức là để cho nó phủ kín hết luôn, thành như cái ô ấy. Thấy chưa? Đấy, ở cái góc này nhìn cái tay bên này quá phê luôn, cái tay bên này là quá đều, đều đẹp. Còn mỗi cái tay bên kia, cái tay đằng sau thì hơi kém. Tức là lại phải nuôi tiếp. Tức là nó có 5 bông, 5 tay thì bây giờ mới được có 2 tay là cái xòe của nó đẹp. Thế còn ba cả hai cái nữa là cái ngọn với cả hai cái hai bên, một cái đằng sau, một cái bên trái hướng mình đứng quay kia là nó còn chưa được ổn lắm. Nhưng chắc năm sau nó sẽ đẹp hơn thế này các bạn nhé. Năm sau một năm nữa nó sẽ đẹp hơn thế này. Năm ngoái mình cắt ngắn quá, năm nay mình rút kinh nghiệm là năm nay mình không cắt ngắn nữa, mình để nó dài ra. Đấy, dài ra xong nó mọc mầm, xong mình lại tính mình cắt sau, chứ không cắt sớm, cắt ngắn này để... Đây mình quay cái phần ngọn với cái phần trực tiếp các cái bông tay của định hình của cái cây hoa giấy này của mình nhé. Mặc dù cây hoa giấy rất là to và cao, thế nhưng mà mình muốn làm thành một cái cây cổ, kiểu dáng cổ thụ tự nhiên. Thế cho nên là mình phải chấp nhận cắt bỏ những cái cành mà không vừa ý để nuôi những cái cành tay bay ra. Đó. Đây là cái phần ngọn. Thì tuần trước mình đã cắt rồi, cắt cành rồi, cắt thu hết cành rồi, cắt phá bỏ hoa. Thế bây giờ nó vẫn còn hoa này. Thế bây giờ tuần này là mình về mình trèo lên ngọn để mình sẽ bấm bỏ hết cái lá nha các bạn nhé. Đấy. Đây cái này là nụ này. Đấy, nó vẫn còn nụ. Năm nay không hiểu thế nào mà hoa giấy lắm hoa thế. Kìa, mình dợp trời vừa cắt bỏ kìa. Đấy. Dợp hết cả hoa giấy luôn. Đấy, bây giờ là mình sẽ cắt bỏ cái lá này này. Cắt bỏ lá để cho nó bật lộc. Bật lộc mới. Mong muốn là cái lộc nó dăm nó ra càng dày càng tốt. Bởi vì là hiện tại là sau 2 năm thì mình đã định hình được các cái tay cành rồi. Đây các bạn nhìn kìa, đấy là một tay nhá. Đấy là một bông. Tạm thời thì nó nhìn nó nghều ngào thế thôi, bởi vì là mình không uốn. Thứ nhất là mình không uốn, cũng nói thẳng luôn là không uốn được, bởi vì là cái cành bây giờ nó già rồi, nó cứng. Cái thứ hai nữa là mình không phải thợ, không có thời gian làm. Bây giờ ví dụ như bây giờ có thời gian làm là phải trèo lên, xong là dây sắt, dây thép, dây nhôm thật to, dây nhôm, dây đồng thật to, bắt đầu uốn vào.
thì nó sẽ nhìn nó lắc léo thì nhìn nó đẹp. Thế nhưng mà mình thôi, đơn giản, mình chỉ cho nó bay ngang ra thôi, bay ngang ra và định hình các cái tay như kia. Sau đấy mình sẽ cho nó mọc, nó bật lộc lên, sau này nó dày dăm lên thành một những cái bông, bông đều 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 ra cho nó như giống như dáng cổ thụ là được. Đấy một bông nhá, đây đây bông nữa này các bạn này, đây cái bông này là bông bay ra này. Đấy. Nuôi 2 năm mà nó mới được cái những cái cành lều nghều thôi các bạn ạ, khó lắm, không phải đơn giản. Thế nhưng mà khi mà chúng ta vít nó xuống ấy, khi vít nó xuống là tự nhiên là chả hiểu làm sao cái cành nó lại kém, nó không phát triển được nữa. Thế cho nên là đấy, cái mầm nó lên xong mình vít nó ngang, vít bay ngang ra, thế xong là để nó, đấy nó cứ lèo khèo thế kìa các bạn, không không ưng ý lắm. Nó mà được to hết như cái cành này này thì ok, thì ấm quá. Đấy, đây là một bông nhá. Đấy, đằng sau lưng kia là một bông nữa, một bông nữa. Đó. Và đây một bông nữa. Đó. Cái bông này mình đang chia nó có mấy cành, bông này thì đấy, để được cái cành to này. Đó. Cái cây này thì mình đang chia thành ngũ phúc nhá, thành 5 quả. Tức là 4 quả xung quanh và 1 quả lên trên. Thế nhưng mà đấy là mình chia ra như thế. Thế nhưng mà sau này thì mình sẽ để nó tự nhiên, tức là để nó sẽ ra và nó phủ kín hết, chứ không phải là từng bông một. Đấy. Cho 5 cái tay ra, 5 bay ra 5 hướng rõ ràng như thế. Thế xong là để nó tay cành làm ra, nó ra rích rắc để làm sao nó phủ kín hết, thành như một cái tán ô, nhưng mà lại có định hình như thế và dáng cổ thụ. Đấy, thì bây giờ mình tiếp tục mình bấm bỏ những cái lá này. Mình đang ngồi ở trên cái độ cao này phải 3,5 mét đấy các bạn nhá, cũng nguy hiểm ra phết. Cái độ ham cây thì phải làm thôi. Để lá này thì cũng được, nhưng mà mình nghĩ là chắc là nếu mà để thì nó cái lượng mầm nó bật không nhiều. Thế thôi, mình quyết định rảnh rỗi có thời gian là mình bấm bỏ. Bấm bỏ trụi hết lá đi. Để vài cái bông hoa ở chơi chơi gọi là cho nó có thôi, chứ còn chắc nó không ảnh hưởng. Đây mình cũng mình là dân công nghệ nhá. Công nghệ chứ không phải là dân làm vườn, làm cây để bán hay gì đâu. Cho nên là mình là dân công nghệ, cho nên là cũng chỉ học hỏi thôi. Cũng học hỏi mọi người, học hỏi trên mạng, nhưng chưa học hỏi trực tiếp ai bao giờ cả. Thế xong là về là tự làm thôi. Tự tay mình làm. Mình làm để lấy cái mình chơi. Thế nhưng mà cũng quay video để chia sẻ mọi người, gọi là vui vui. Quay video chơi vui vui. Thế năm nay mình cắt cái cây này để mong sao cho nó Tết nó có lộc và có thể là nó ra hoa được thì tốt. Thế còn nó không ra hoa thì không sao cả. Bởi vì mong muốn mình bây giờ là mình làm tay cành, không muốn nó ra hoa. Vừa rồi cũng không muốn nó ra hoa đâu, nhưng mà nó ra nhiều quá. Các bạn xem những cái video trước của mình thì các bạn thấy nó mở nở kín hoa luôn, bung hoa nhiều quá, đâm ra nó hại cây. Mục tiêu của mình bây giờ là để nuôi làm tay cành đã. Sau khi tay cành xong ổn định, bắt đầu mới chuyển sang, bắt đầu mới chơi hoa thì nó mới phê. Cái đằng này nó cứ ra hoa, năm nó ra mấy lần, cây này năm ra mấy lần. Cái cây hoa tím này của mình thì ngày xưa trước là ở ngoài đất ấy, chưa đánh vào chậu ấy, thì nó ra hoa đều lắm. À nó không ra hoa chứ, quên. Ở ngoài đất thì nó không ra hoa, ra hoa cực ít luôn. Thế nhưng mà từ ngày mình cho lên chậu rồi cũng được 2-3 năm gì đấy thì nó ra hoa rất là đều. Một năm nó ra mấy lần, chả cần kích kiếc gì cả, tự nhiên nó ra, chả hiểu sao. Thế nhưng ngoài đất thì nó hơi khó ra hoa. Hoa tím giấy này nó có hay cái là nó bền, hoa nó bền lắm, chơi được hơn tháng. Nếu chơi từ lúc nó nhú nhú nó ra, bắt đầu nó ra nụ ra niếc nữa thì khéo phải tháng rưỡi. Mùa đông ấy nó nhanh hỏng ấy thì có khi nó còn khéo phải được 2 tháng, từ lúc nó ra cho đến nó rũ rượi hết.
Thế nhưng mà để lúc nó rũ rượi thì xấu lắm. Để lúc rũ rũ rượi thì nhìn nó xấu lắm. Thế cho nên là thường phải cắt sớm. Như cây này của mình là mình cắt trước khi nó rũ rượi. Đây này, cái này nó ra hoa này, đầu nụ. Để nó có vài cái hoa lác đác. Đây này, hoa vừa cắt bỏ. Lần trước mình cắt xả bỏ hết rồi, bây giờ mình đi cắt lại, bấm lại bỏ những cái lá này. Bấm bỏ cái lá để nó ra lộc nhá. Đấy. Cái tay ngày xưa tay to lắm, bay ra nhưng mình cắt bỏ. Cắt bỏ mình nuôi lại mấy cái cốt chính, một cốt tay chính bay ra đều khắp các bên. Thế xong là cho nó xòe ra. Thế cái phần đằng sau này, phần đằng sau thì nó không có tay cho nên là bây giờ mình mới lại nuôi lại, phải nuôi lại. Nhưng nó hơi bé. Đấy, nó hơi bé. Thế còn cái này là cái cổ ngọn. Cái cổ ngọn thì coi là được rồi, cổ ngọn thì thôi cứ cho nó sum xuê này đã. Bước đầu là cứ cho sum xuê này, xong khi sum xuê này sau nó vài lần cắt rồi xong bắt đầu lúc đấy bắt đầu mình mới chỉnh. Đấy, lúc đấy mình bắt đầu cành nào để, cành nào bỏ thì bắt đầu mình mới chỉnh. Thì để cho nó đẹp. Rất khoái cái kiểu cây to này nhưng mà kiểu dáng thế, kiểu bonsai. Bonsai nhìn nó phê. Chứ còn nếu mà nhiều người các bạn làm nhanh ấy, thì các bạn bện cái lưới sắt vào thành cái ô ấy, xong các bạn vít cành xuống. Thế nó chỉ cần một năm thôi là nó phủ kín luôn. Cái này như của mình vừa rồi một năm là nó phủ kín luôn ấy. To lắm. Như cái ô lớn ở tre ở quán nước ấy. Đó. Thế nhưng mà mình thích chơi cái kiểu này. Làm kiểu này thì nó cũng có cái không được được tương lai không được bền lắm, bởi vì đây này các bạn nhìn này. Đấy. Nó đã có vết lũa rồi nhá. Những cái tay này khô này là cái thân về cái hoa giấy nó thế mà. Những cái mạch nào mà nó có cành nó có tay nó phát triển thì nó cái phần da, cái phần thân nó còn ok. Thế còn nếu không là nó sẽ khô và nó sẽ lũa. Tương lai là sẽ lũa. Cái này tương lai sẽ lũa. Rất là nguy hiểm. Đấy. Cái chính vì thế mặc dù cái cây hoa giấy của mình nó to này. Đấy các bạn thấy nó to nhé. Nhưng mà mình vẫn phải làm một cái khung sắt để bảo vệ nó. Khung sắt để bảo vệ cho nó an toàn. Đấy vừa ở trên cao mình không có người quay. Mình tự quay. Tự quay lấy và tự quay, tự cắt, tự làm cho nên nó cũng hơi khó. Nên nó cũng không được, video nó cũng không được mịn màng lắm. Các bạn xem, các bạn thông cảm nhá. Những bạn mà đam mê hoa giấy, chơi hoa giấy mà muốn tự tay làm ấy thì xem những video của mình nhá. Đấy, mình cũng là dân chơi video thôi, à dân chơi hoa giấy thôi. Chơi nhà được cái là có vườn, có đất, thế nên là làm chơi vui, thế là xong là cuối tuần nay là thứ bảy chủ nhật là cũng ngắm nghía cắt tỉa. Đấy, mình cứ ngắm của người ta chán thì xong mình về mình sáng tác cho cái tác phẩm của mình dựa trên những cái ý chung chung. Đây này các bạn thấy nụ này. Đấy, nó còn tí nữa nụ hoa đấy. Hoa thường ra mình thôi mình để điểm cho nó cắt hết, cắt trụi hết thì bỏ thì nó tiếc. Thế thôi cứ để điểm. Đấy, đây này, đấy, lại nụ hoa tiếp. Đấy, thấy chưa? Cắt sạch rồi. Cả cái cây này mới được cái phần tay này này nhìn là đẹp nhất, phê nhất. Ở dưới nhìn là phê lắm. Nhìn trông là thế kia thôi nhưng mà cái đường kính của nó là cái mép ngoài đường kính nó chu vi của nó là nó phải bằng cái ô to rồi đấy nhá, chứ không phải đơn giản đâu. Đấy. Nhìn chung làm này vừa làm vừa chơi vừa ngắm nghía sướng. Thế còn các bạn mà gặp các nghệ nhân thợ rồi thì không, nhà vườn rồi thì không nói làm gì, họ thì siêu à, nên cũng không bàn luận gì nhiều. Mình thì cứ học hỏi ở trên mạng. Mình gặp nhiều người làm nghề rồi nhưng mà mình hỏi họ, khai thác họ cũng không nói nhiều đâu. Họ chỉ nói chung chung.
Cho nên là nhiều cái cũng không biết được. Nên cái thôi cứ làm dần, mình làm dần xong mày mò xong tự đúc kết bản thân. Thế thôi. Thế nhưng mà bây giờ mình có cái lượng kiến thức cơ bản rất là tốt. Thế những bạn nào mà mới chơi hoa giấy mà có nhu cầu tham khảo cái gì thì có thể cứ bình luận dưới, hỏi dưới, mình có thể là biết thì mình sẽ trả lời theo cái biết của mình nhá. Thế còn bác nào mà biết nhiều thì có cái cách hay thì bình luận, cũng bình luận ở dưới thì để mình tham khảo học hỏi. Quan điểm của mình là như vậy, rất muốn học hỏi để cho mình có một cái tác phẩm tốt nhất, đẹp nhất. Cái cây này của mình chắc là phải vài năm nữa thì nó mới đẹp được. Để chơi thì chơi được ngay, thế nhưng mà vẫn muốn làm cho nó thành một cái tác phẩm mịn màng. Nhưng mà cũng chỉ lo lắng là chỉ sợ là đến lúc mình làm mịn màng rồi thì cái thân chính nó lại lũa thì cũng nguy hiểm, cũng hỏng. Cho nên là cũng lo phết đấy. Bây giờ nhìn thì phê lắm, mịn màng gốc to mịn màng phê lắm, nhưng mà đến sau này thì không biết thế nào, không biết thế nào được. Đấy, bạn nhìn chưa? Đấy, nó sâu ở dưới, xuống hút ở dưới. Các tay cành. Ví dụ như ngày xưa cái cây hoa giấy này thì mình cũng không rõ lắm, thì mình cứ gọi nó là tím Huế. Thì xong rồi nhiều bác cũng bình luận lên là bảo là tím găng. Vẫn là cái giấy của mình đây là tím găng. Mình chả biết tím găng, tím Huế nó như thế nào. Mình so sánh trên mạng, mình xem mấy cái lá, mình so sánh cái lá của nó, thấy đúng là nó có sự khác nhau. Nhưng mà cây của mình thì mình chả biết nó là Huế hay găng. Thì bây giờ mình chuyển sang, mình chỉ gọi nó là tím. Gọi là tím, mình ở miền Bắc, mình ở Hà Nội, tím Bắc. Thế thôi. Còn hoa giấy thì mình nhiều lắm. Đấy, kia cây hai màu, hoa nở tét tét luôn. Còn rất là nhiều nữa, ngoài vườn rất là nhiều. Đó. Để mình tiếp tục, mình bấm cho nó xong cái chỗ này nhá, rồi lại quay tiếp cho các bạn xem. Đây các bạn ơi, sau khi mình đã cắt tỉa hết sạch lá rồi nhá, vợi hết sạch lá rồi, nó như thế này đây. Đấy, nhìn cái phần cổ đây, mình không có cái gậy máy điện thoại cho nên là không đưa ra xa để xem được, quay được. Đấy các bạn xem này. Đấy nhá, nhìn rất là đẹp đúng không? Đấy, mình quay thấp này. Đấy, thấy chưa? Nhìn bông tay là ok rồi đấy. Cũng tạm tạm đấy. Đấy, xương xương này, để chơi chơi kiểu chơi xương này cũng được này. Đó. Để vài cái bông hoa nó điểm điểm cho nó đẹp. Thế còn bây giờ cắt bỏ thì phí thì thôi, cứ kệ nó. Thấy chưa? Nhìn rất là ok. Rồi bây giờ cắt sạch lá, bây giờ mình trèo xuống này. Nhưng mà cao quá, đang ngồi trên cao quá. Đây nha, mình đứng trên cao, mình quay cái phần ngọn này, phần tay tán nhờ, cho các bạn xem nhá. Thấy chưa? Đấy, nhìn rất là phê. Tay cành rõ ràng nhá, một tay bay sang kia. Đấy, xong tay bên này, tay bên kia, tay răng sau và cổ ngọn ở trên. Đấy. Sau khi mình cắt sạch hết cái phần lá này rồi, không để cho một tí lá nào, bây giờ còn toàn cẫng, còn toàn cành à. Bây giờ mình sẽ, khi nó ra nảy lộc thì nó ra mầm thì mình cho nó mầm, nó mọc ở trên các cái tay lộc, tay cành kia nhá, để cho nó to ra. Để lại phải mất một năm nữa nó phóng hết ra, xong bắt đầu mới lại cắt được tiếp. Năm ngoái mình cắt mạnh một lần vào tháng 10.
Thì Tết mình chơi được hoa. Chơi hoa sớm Tết gần tháng. Thế năm nay mình cắt muộn. Cắt muộn là sang tức là tháng tháng 10 10 dương. Năm nay mình cắt muộn là mình cắt sang đầu tháng 11, giữa tháng 11 dương. Tức là còn khoảng 70 ngày nữa thì Tết. Thế thì bây giờ là mình nói như thế này đây. Hôm nay là mùng mấy tháng 11 âm rồi. Thì tức là còn khoảng 6 6 6 8 ngày nữa là Tết nhá. 6 8 ngày nữa là Tết thôi. Thế mà nó đang trụi thế này đây. Nay mới bật bấm nốt lá đây. Hy vọng là nó tức hay nó ra được lộc và nó ra được hòa tốt. Còn nếu không thì mình lại Tết mình để chơi lộc thôi. Chơi canh lộc thôi cũng được. Không sao cả, không nhất thiết phải chơi hoa. Nên khi sau này mà tay cành nó ổn định, nó đẹp rồi thì lúc đấy bắt đầu mình mới làm xử lý để nó ra hoa Tết. Thế còn bây giờ mục tiêu là nuôi làm tay đã. Đấy các bạn mình quan sát lại các bạn nhìn. Đấy. Nếu mà tất cả được như cái cành, tay cành này thì đẹp quá. Rất là đều luôn. Đấy, nhưng mà để làm được khó phết. Đấy chưa? Đấy, cho các bạn xem. Nó ngược sáng cho nên là nó không được nét, nhưng mà nhìn lên bầu trời thì như thế. Cái phần tay xòe 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 ra như thế. Đấy, sau này là nó ra bông, tức là nó ra những cái dăm tay phủ kín đi là được. Xong cho nó bồng lên. Bây giờ những cái gân chính là mình kéo ngang ra. Mình cứ kéo ngang đều ra các bạn ạ. Đấy. Nó mà được to đẹp hết như cái này thì quá phê luôn. Cả cây mà được đẹp hết như này quá phê luôn. Đây cành này kéo xuống. Đó. Nhưng mà được mỗi cái cành này. Cành này và cái cành này. Đấy, cành này cũng ok. Đấy, cành này nó liu riu á. Đấy, quay chia sẻ cái video cách mình làm cái cây hoa giấy bonsai, nhưng thế bonsai của cây to khủng nhá. Cây hoa giấy cổ thụ như thế bonsai, đây, gốc nó đây các bạn ơi. Gốc nó đến thời điểm này thì quá mịn màng luôn. Nhưng còn về sau thì chưa rõ được. Bởi vì hoa giấy ai cũng hiểu. Nhưng mà cứ có dàn thế này, có khung sắt thế này là yên tâm. Cũng đỡ đi phần nào. Đó. Nên này là Tết mà nó lại bật cho được lứa hoa thì tuyệt vời luôn đấy. Đỉnh của chóp. Để quay cái video mang tính chất giải trí rồi các bạn nhá. Các bạn xem video nếu mà cảm thấy yêu thích mình thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Mình xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn nhá. Xin chào.